Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Bộ bàn ghế này được làm 100% bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Thì bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này là bộ cột 12 cột liền. Bộ cột 12 này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn đầu bàn, là 6 món. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng tại Hà Đông, Hà Nội. Anh đã đặt chúng tôi từ tháng giêng. Thì hôm nay với song mộc thì chúng tôi sẽ quay lại một clip để giới thiệu với anh và cũng như toàn thể quý khách hàng là chúng tôi đã dựng xong bộ Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá Nam Phi, được chọn vân. Toàn bộ những vách là chúng tôi chọn vân chun 3D và cột là cột liền. Đây là những bộ ghế cũng được đánh giá là thông số, là cũng là VIP vì chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là khó. Mặt bàn thì chúng tôi làm đục chống đồng Đông Sơn ở phần giữa, và xung quanh chuyện góc thì chúng tôi đục lá tây. Đây là chống đồng Đông Sơn, thì chúng tôi vừa mới tẩy axit xong và đang phơi nắng cho nó khô. Thì chúng tôi sẽ quay từ sau ra trước chiếc ghế dài cho quý vị xem này. Thông số của chiếc ghế dài là dài 2m55, sâu 65 và cao 1m20, để quý vị có thể tham khảo được. Chiếc bàn thì chúng tôi làm 70 1m4, và chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm thông số như sau: chiều dài là 1m15, chiều sâu 65 và chiều cao cũng là 1m20. Một bộ này gồm có 6 món và cột là cột liền. Bên cạnh những bộ cột liền này thì chúng tôi sẽ còn những bộ cột ghép, thì giá thành nó sẽ hạ hơn so với bộ cột liền. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như của khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại trên màn hình: 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian gần đây thì chúng tôi bàn giao rất nhiều bộ ghế tần cho quý khách hàng trên toàn quốc rồi. Nó sẽ mang lại một phong cách rất là sang trọng trong phòng khách của bạn. Chúng tôi làm ra những sản phẩm đẹp để đưa tới những khách hàng có nhu cầu cần. Quý vị sẽ liên hệ qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Bên cạnh những bộ bàn ghế tần như này thì chúng tôi còn những bộ bàn ghế Âu Á hay Nghê Bảo Đỉnh hay là Minh Quốc Nghê. Quý vị có thể tham khảo thêm, chúng tôi để link ở phần dưới phần mô tả. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở và cập nhật những video mới nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên, để chúng ta chiêm ngưỡng toàn cảnh bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng của khách hàng ở Hà Đông đây. Bộ gồm 6 món, một đôn và một bàn trà thì chúng tôi đang đi vào quét lót rồi. Đây là chiếc bàn thì chúng tôi làm thông số là 70m4. Còn chiếc ghế dài đây chúng tôi làm 2m55. Để quý vị có thể bố trí phòng khách kê sao cho hợp lý. Quý vị có hãy liên hệ theo hai số điện thoại trên thì chúng tôi sẽ tư vấn thông số kích thước từng bộ ghế một. Quý vị có thể lấy lên bộ 7, bộ 8, bộ 10, đó là tùy yêu cầu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.